Phải nói là những cái show diễn một mình như vậy cũng áp lực rất là lớn. Thế thành ra tôi nghĩ rằng là cũng không phải lúc nào mình cũng làm được. Và một người nghệ sĩ thì chẳng có một cái hạnh phúc nào bằng cái việc là mình được hát cả. Vì vậy tôi nghĩ rằng là với những cái buổi biểu diễn mini show ở nhà hát lớn hoặc những cái đêm diễn tại phòng trà mà mình được hát cho những cái khán giả đã dõi theo cái gọi là cái con đường âm nhạc của mình, thì cái đấy là một cái hạnh phúc rất lớn đối với người nghệ sĩ. Chắc chắn khi mà hỏi về việc mà cái người mà tạo nên sự ảnh hưởng của mình nhiều nhất thì ai bao giờ cũng sẽ nói là bố mẹ mình. Nhưng đối với trường hợp của chị, không chỉ là bố mẹ mà còn là những người đã theo nghề, những thế hệ tiền bối đi trước như nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Thanh Hương. Thế thì cái việc mà ca khúc Chia Tay Hoàng Hôn của chị được đoạt giải thưởng lớn cuộc thi đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc lần đầu tiên năm 1991 có nhiều kỷ niệm và chị có công nhận cái sự ảnh hưởng lớn của mình từ gia đình. Tôi nghĩ rằng là tôi là phải nói là nếu mà tự 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 nói với bản thân mình thì tôi phải nói là tôi là một cái người tôi nuôi dưỡng cái hoài bão của mình kinh khủng lắm. Tất nhiên là tôi nghĩ rằng không thể nào mình nói là mình không được sinh ra trong một cái nôi âm nhạc, nhưng tôi nghĩ rằng cái việc đó nó chỉ là một phần nhỏ lúc đầu thôi. Thế còn cái vì bố tôi là một người sáng tác dân gian chứ không phải là sáng tác những cái bài hát mang tính nhạc nhẹ. Thì tôi nghĩ rằng cái sự nỗ lực của bản thân và được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, cái đấy là một cái phải nói là luôn luôn song hành với nhau, chứ không phải là chỉ có cái việc đơn giản đó là mình được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật thế xong rồi cứ thế là hát và cứ thế là trở thành một cái thương hiệu thực sự. Thì không phải. Không phải như thế, không dễ như thế. Để tạo nên một thương hiệu ta làm thì không dễ như thế. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống thì những cái gì mà khi mình muốn gây dựng một cái giá trị thực thì nó chẳng có gì đơn giản. Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy, nghe một tiếng âu ơ nửa đêm bão giờ. Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vóng ngựa, nghe thư thua hồng hoang ngựa qua bên sông. Hòn đá lam nghiêng 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 câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo dưới bóng cây ngô đồng, có con ngựa dừng chân, có hai người hôn yêu thương nhau bên nhau suốt đời. Khóc 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 con ngựa 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 ngàn năm vàng mãi tiếng vó, có bao chàng trai về nơi đồng xanh ngựa ánh đón nàng. Cho ai yêu thương nhau bên nhau suốt đời. Dòng sông nước chảy
tiểu ước đủ đêm bao giờ. Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói tỏa, nhìn hòn đá lan nghiêng 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 câu ca dao, nghiêng nghiêng mái trèo dưới bóng cây ngô đồng. Có con ngựa dừng chân, có hai người hôn nhau. Khóc, 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 khóc con ngựa, 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 ngàn năm thương nhớ đất nước. Có các bài ca ngựa, ngựa, để anh đón nàng. Cho ai yêu thương nhau, bên nhau suốt đời. Khóc, 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 khóc con ngựa, 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 ngàn năm vang mãi tiếng vó. Có bao chàng trai về nơi đồng xanh, ngựa anh đón nàng. Cho ai yêu thương nhau, bên nhau suốt đời.